Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, chúng ta lại gặp nhau vào mỗi buổi tối tại kênh YouTube Safari Investment và tôi là Quân Đông sẽ đồng hành cùng với anh chị trong video buổi tối ngày hôm nay. Trở lại với video số đặc biệt trong tuần này có thiên hướng về đầu tư nhiều hơn cả nhà ha. Chủ đề chính đó là điểm dừng cổ phiếu ngân hàng, đừng bỏ qua điều này. Ở giai đoạn hiện tại, Đông đánh giá có rất nhiều sự kỳ vọng về nhóm ngành ngân hàng, nhưng mà qua đó những cái sự kỳ vọng quá lớn che mất đi những cái thực tế, những cái góc nhìn khách quan nhất về nhóm ngành ngân hàng mà Đông muốn chia sẻ cho anh chị trong video buổi tối ngày hôm nay. Và Đông tin chắc với những cái góc nhìn khách quan này thì Đông tin chắc khi anh chị nắm qua được rồi, anh chị sẽ có những cái điểm cơ cấu nhóm ngành ngân hàng cho phù hợp nhất. Về mặt anh chị có thể tự tin chốt lời ở điểm nào cho nó phù hợp, cũng như là điểm nào anh chị nên mua đầu tư, điểm nào anh chị nên mua đầu cơ, tất cả Đông cũng sẽ gói gắm trong video buổi tối ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã dành những khoảng thời gian quý báu của quý anh chị để đón xem video của Safari Investment. Và nếu như cả nhà thấy video hữu ích, giúp ích được cho quá trình đầu tư của quý anh chị sắp tới, thì cả nhà cũng có thể nhấp một cái nút like ở phía bên dưới cái video này để ủng hộ cho kênh cũng như ủng hộ cho Đông quý anh chị ha. Và nếu đây là lần đầu tiên mà quý anh chị biết tới Safari Investment và để cho chúng ta có cơ hội được kết nối và làm việc với nhau tốt hơn trong thời gian sắp tới, thì cả nhà cũng có thể nhấp vào cái nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía bên dưới cái video này để sắp tới Safari ra những cái video mới sẽ gửi thông báo để cho anh chị sớm nhất. Cuối cùng, Safari có một cái nhóm Zalo cộng đồng hỗ trợ chia sẻ trực tiếp với góc nhìn ở trong phiên giao dịch. Quý anh chị nào chúng ta có quan tâm thì có thể quét mã QR ở phía góc bên trái màn hình đây anh chị ha. Và Đông có để hai cái đường link dưới phần mô tả với phần bình luận. Anh chị không quét được mã QR thì có thể tham gia bằng hai cái đường link đó. Và Đông rất mong có thể gặp được anh chị trong nhóm sớm nhất để chúng ta có cơ hội hợp tác đầu tư và cùng nhau tăng trưởng tài sản trong một cái giai đoạn bền vững sắp tới của thị trường anh chị ha. Và điều đầu tiên Đông xin chúc mừng quý anh chị là cổ đông của nhóm cổ phiếu ngân hàng, bởi vì đây là nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất trong thị trường trong 2 tháng vừa qua. Và dường như ở mọi thời điểm khi anh chị tham gia vào thì chúng ta đều có những cái biên lợi nhuận khá là tốt. Anh chị chúng ta nắm bắt được cơ hội sớm và chúng ta tự tin nắm giữ cổ phiếu trong khoảng thời gian dài, thì rõ ràng những khoản lợi nhuận của chúng ta nhìn tới giai đoạn hiện tại thì cũng phải ít nhất là trên 15-20%, một trong những cái điều đầu tư rất là thành công của thị trường trong 2 tháng vừa qua. Và tới giai đoạn hiện tại thì Đông cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi đến từ quý anh chị là ở bối cảnh hiện tại chúng ta có nên mua nhóm ngành ngân hàng nữa hay không? Hay đối với lại những quý anh chị nào mà chúng ta nắm cái mã cổ phiếu ngân hàng á, thì giai đoạn hiện tại chúng ta nên hành động như thế nào là hợp lý? Ở cả vị thế là đầu cơ, những anh chị mới tham gia mua trong khoảng tầm 1-2 tuần trở lại đây, hoặc là những anh chị nào mà chúng ta đầu tư, chúng ta đã mua trong khoảng tầm 1-2 tháng trước thì bây giờ chúng ta hành động như thế nào? Thì tất cả Đông cũng sẽ tổng hợp trong video buổi tối ngày hôm nay luôn ha. Động lực tăng giá của nhóm ngân hàng trong 2 tháng qua được tác động bởi hai cái yếu tố chính, và đây cũng là hai cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư. Cái đã phản ánh rồi đó chính là phản ánh kết quả kinh doanh quý tư của năm 2023. Và không những là nhóm ngành ngân hàng mà những nhóm ngành nào có hoạt động kinh doanh quý tư tốt, báo lãi cao so với lại cùng kỳ hay là đạt tăng trưởng so với lại cái quý 3 trước đó đều có những cái mức tăng khá là tốt. Điều này không mới mẻ gì cả, nhưng có một số những cái điểm lưu ý mà Đông cũng muốn nói lại cho anh chị, nên là chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tách cái phần này anh chị ha. Thứ nhất là tăng trưởng so với lại cùng kỳ của toàn lợi nhuận nhóm ngành ngân hàng là 25,2%. Và đặc biệt anh chị lưu ý cho Đông ha, không phải là ngân hàng nào cũng tăng trưởng lợi nhuận tốt, mà chủ yếu đóng góp vào cái tăng trưởng chung này lại đến từ các cái mã cổ phiếu hay là các cái ngân hàng có cái vốn nhà nước, đặc biệt là Big Four. Trong đó là có 4 cái ngân hàng mà chúng ta biết, đó chính là Vietcombank, BIDV, ngân hàng công thương, và cuối cùng đó chính là ngân hàng phát triển nông thôn, ngân hàng Agribank anh chị ha. Điều này nói lên cho chúng ta một cái điều gì? Đó chính là ở giai đoạn hiện tại thì chỉ có những ngân hàng có vốn nhà nước, có tài trợ vốn và nguồn lực tài chính mạnh, và họ có quyền lựa chọn các khoản vay. Cho nên là trong một cái bối cảnh nền kinh tế khó khăn, tín dụng thì đang bị vấn đề về mặt nợ xấu và ngân hàng thì không dám giải ngân, thì chỉ có những cái ông trong ngân hàng nhà nước, tức là những ông có vốn nhà nước mới tăng trưởng tốt thôi. Nên là nhìn chung thì chúng ta thấy là lợi nhuận có tăng có tốt, nhưng mà khi chúng ta nhìn kỹ hơn thì rõ ràng chỉ có một số những băng có lợi thế là có vốn nhà nước thì mới tăng trưởng tốt trong giai đoạn hiện tại ha. Là Đông cũng muốn nói với anh chị về cái quan điểm này để tránh cho cái việc là chúng ta có một cái bức tranh quá màu hồng về nhóm ngành ngân hàng. Thứ hai đó chính là thu nhập lợi thuần tăng đột biến nhất. Khi mà chúng ta phân tách cái cơ cấu lợi nhuận á, thì Đông đánh giá là cái phần này là phần
mà tăng đột biến nhất và giúp cho cái con số tăng trưởng so với lại cùng kỳ 25,2% này là đến từ là thu nhập lãi thuần. Cái thu nhập lãi thuần này á, là nó được tính là niêm nhân cho cái giá trị tín dụng. Thì trong cái giai đoạn hiện tại anh chị thấy là mặc dù là NIM vẫn đang trong một cái đà giảm bởi vì nền kinh tế của chúng ta chưa có phục hồi mạnh mẽ nên không thể nào kỳ vọng là NIM cao được, và NIM hiện tại đang quay trở về mức trước cái đại dịch Covid-19 anh chị ha. Nhưng mà bù lại đó thì tín dụng được tăng trưởng mạnh. Anh chị có nhớ là vào cái thời điểm là tháng 12 cuối năm á, chúng ta có những cái bài báo, những cái thông tin là trong khoảng thời gian rất là ngắn, có khoảng tầm 7-8 ngày cho tới khoảng tầm là 10 ngày thôi á, thì là tín dụng chúng ta tăng vọt lên, cho nên là nó cũng giúp cho cái báo hoạt động kinh doanh quý tư của nhóm ngành ngân hàng khá là tốt. Nó đến từ là cái việc là tăng trưởng tín dụng mạnh nè, và cái này nó cũng phù hợp theo cái cơ chế và chính sách của nhà nước muốn thúc đẩy kinh tế. Nên là khi mà anh chị nhìn vào cái này thì rõ ràng ở giai đoạn hiện tại là NIM chưa phục hồi quá cao như giai đoạn trước đó. Nên là cái này cũng là một trong những cái khá là tốt để mà chúng ta khi mà kỳ vọng NIM phục hồi trở lại kèm theo đó là tăng trưởng tín dụng, thì rõ ràng là các cái ngân hàng ngoài cái ngân hàng có vốn nhà nước thì vẫn có được một cái sức bật trở lại khá là ok anh chị ha. Cái số 3 đó chính là ngân hàng chấp nhận giảm tỷ lệ bao phủ nợ xấu để tăng lợi nhuận, tức là giảm trích lập dự phòng. Một trong những cái điểm quan trọng nhất trong bốn cái mà Đông muốn nói với anh chị ở cái phần phản ánh kinh doanh quý tư này, đó chính là cái yếu tố số 3 này. Bởi vì đây là một trong những cái rất là quan trọng và chúng ta cũng sẽ biết được rằng cái dư địa của nhóm ngành ngân hàng có thể có được lợi nhuận mà chúng ta dự phóng nó có thể sát nhất có thể. Ở giai đoạn hiện tại á, thì Đông cho anh chị một số những cái con số mà mình đã có thống kê, cũng tránh mất thời gian thì Đông cũng sẽ không có để chạc mà đã tập trung, mà Đông cũng sẽ chia sẻ cho anh chị luôn. Ở giai đoạn hiện tại thì cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu của chúng ta là khoảng tầm 90%, và hiện tại cái mức bao phủ nợ xấu này nó bằng với lại cái thời điểm trước dịch Covid-19 và nó năm 2019 và năm 2020. Nhưng mà sau khi bắt đầu vào cái giai đoạn mà khi nhóm ngành ngân hàng tăng trưởng mạnh á, năm 2021, năm 2022 á, thì tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở giai đoạn đó là lên tới 125%, tức là có một cái dư địa khá là lớn. Thì anh chị hiểu cho Đông như thế này, tức là giai đoạn trước đó tỷ lệ bao phủ nợ xấu chỉ có 90% thôi, và đây là cái mức quy định, cho nên ngân hàng không thể nào hy sinh được cái phần trích lập dự phòng mà bắt buộc là phải như thế. Nhưng mà sau cái thời điểm 2021 2022 á, thì cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu nó tới 125%, cho nên giai đoạn hiện tại á, là tỷ lệ nợ xấu nó chỉ còn 90, tức là nó giảm từ 125 về 90, thì cái khoản giảm đó là được đem vào để bút cho cái lợi nhuận quý tư này nó tốt. Nó là bản chất khi mà anh chị nhìn vào đây cũng chỉ là một cái việc là họ cân đối làm sao để có một cái khoản lợi nhuận và họ hy sinh cái trích lập dự phòng trong ngắn hạn. Tức là đây là một cái nghiệp vụ kế toán của họ thôi, chứ còn bản chất Đông đánh giá ở giai đoạn hiện tại thì để mà gọi là nhóm ngành ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận quá mạnh mẽ thì Đông nghĩ là khó anh chị ha. Và nói chung là cái phần số 3 này có nghĩa là họ lấy củi ở nhà ra để mà họ đốt thôi, vấn đề là như thế. Nên là chúng ta cũng đừng có quá kỳ vọng quá nhiều bởi cái báo cáo hoạt động kinh doanh quý tư để rồi là chúng ta có một cái dự phóng quá lớn vào những ngành ngân hàng ha. Đông muốn là cái này nói ra để mà cho anh chị có một cái góc nhìn, để mà cho anh chị có thể là tự vấn lại xem coi là chúng ta có kỳ vọng quá nhiều hay không. Yếu tố thứ tư đó chính là tỷ lệ nợ xấu giảm. Tỷ lệ nợ xấu giảm giai đoạn hiện tại và đặc biệt là vào quý tư thì Đông thấy cũng có khá là nhiều các cái bài báo chia sẻ về cái vấn đề này. Rất nhiều anh chị của chúng ta thấy là tỷ lệ nợ xấu giảm rồi, có lẽ là kinh tế đang phục hồi trở lại, đúng không? Thật ra là cũng có, nhưng mà cái phần lớn nhất á, đó chính là do cái tín dụng tăng mạnh cho nên tỷ lệ nợ xấu giảm. Bởi vì là tỷ lệ nợ xấu được tính như thế nào? Tức là giá trị nợ xấu chia cho tổng tín dụng. Nên là khi tổng tín dụng mà tăng mạnh lên thì rõ ràng tỷ lệ nợ xấu nó cũng giảm. Chứ chưa chắc là cái giá trị nợ xấu ở cái giai đoạn trước đó là nó giảm xuống ha. Cho nên là cả nhà của chúng ta cũng có thể là xem xét cái phần này. Cho nên Đông đánh giá cái báo cáo hoạt động kinh doanh quý tư của nhóm ngành ngân hàng năm 2023, chúng ta thấy được rằng là có sự phân hóa khá là nhiều và tập trung vào các ngân hàng có vốn nhà nước. Còn thực chất ra thì các cái ngân hàng khác cũng chỉ mới bắt đầu có những cái điểm sáng dần, chưa thể nào gọi là những cái phản ánh quá tốt ha. Nhưng mà đôi lúc những cái gì nó chưa tốt thì sang năm nó tốt, nó lại là những cái khá là hay. Cho nên cái điều đó nó lại bắt đầu nối sang cái ý số 2 này là kỳ vọng kết quả hoạt động kinh doanh
năm 2024. Tông tin chắc rằng với giai đoạn hiện tại, khi mà thông tin báo chí hay là các cái bài phân tích, hay là kể cả những anh chị nào mà chúng ta có góc nhìn và nhận định về thị trường, có kinh nghiệm, thì anh chị cũng thấy rõ ràng là khả năng rất là cao nhóm ngành ngân hàng cho năm 2024 vẫn sẽ là một trong những cái nhóm ngành khá là sáng và tăng trưởng tiếp tục so với năm 2023, đúng không ạ? Thì ở đây thì Đông có một cái dự phóng tăng trưởng 22.5% tổng hợp từ tất cả các cái công ty chứng khoán chia sẻ cái vấn đề này. Thì lấy một hai công ty thì nó cũng dễ bị cái vấn đề là thiên kiến cá nhân, cho nên là cái này cũng lấy tổng hợp từ 40 công ty chứng khoán ở trên thị trường á, thì ra được một cái con số này 22.5%. Rõ ràng khi nhìn vào cái con số này là vô cùng hấp dẫn, đúng không quý anh chị? Cho nên rõ ràng khi anh chị thấy là mặc dù báo cáo hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2023 đã xong rồi, nhưng mà tại sao nhóm ngành ngân hàng vẫn tiếp tục rất là khỏe hơn so với lại thị trường, thậm chí là vào cái thời điểm là trước cái kỳ nghỉ lễ của chúng ta là còn tăng mạnh lên nữa. Nên là đây chính là một trong những cái kỳ vọng cho năm 2024 anh chị ha. Chúng ta chia cái sự phản ứng đó ra, và anh chị sẽ cùng với Đông xem xét thêm ba cái điểm sau đây. Đây là một trong những cái mà nhà đầu tư kỳ vọng về nhóm ngành ngân hàng, cho nên là có những cái nhịp tăng giá tốt. Thứ nhất là ngân hàng nhà nước đã cấp full room tín dụng từ đầu năm cho các ngân hàng thương mại, và đặc biệt có thêm một cái câu khá là quan trọng được phát biểu, đó chính là khi mà các ngân hàng thương mại dùng hết room ở trong năm thì có thể xem xét cấp thêm, chứ không phải là dùng hết rồi thì sẽ không được dùng nữa. Nên rõ ràng là trong năm nay chính phủ rất là quyết tâm đẩy tín dụng vào nền kinh tế của chúng ta. Yếu tố số 3 đó chính là niêm vẫn trong xu hướng giảm và đang giảm về mức trước khi có dịch Covid-19, Hải Đông có chia sẻ cho anh chị bên đây nè, và đang kỳ vọng là sẽ phục hồi dần khi mà kinh tế khởi sắc trở lại ha. Niêm là một trong những cái rất là quan trọng của ngành ngân hàng, cho nên là hiện tại thì niêm vẫn đang trong một cái xu hướng là xu hướng giảm, cho nên là trong một cái xu hướng giảm thì chúng ta mới có thể là kỳ vọng cho một cái nhịp là phục hồi trở lại. Chứ nếu mà bây giờ niêm mà vẫn đang cao thì rõ ràng cái câu chuyện của những ngành ngân hàng có lẽ nó đã khác đi rất là nhiều anh chị ha. Nên là bây giờ nó xấu thì chúng ta mới kỳ vọng cho nó tốt được. Còn yếu tố thứ tư anh chị ha, là hoàn nhập dự phóng khi các doanh nghiệp phục hồi, đặc biệt là nhóm bất động sản. Tức là trong năm 2022 là các cái doanh nghiệp ngân hàng người ta phải trích lập rất là nhiều cho các cái doanh nghiệp làm bất động sản, bởi vì có những cái khoản nợ nó nhảy lên là những cái khoản nợ xấu nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5. Cho nên khi bắt đầu nền kinh tế phục hồi trở lại, bắt đầu các doanh nghiệp có dòng tiền lưu thông và trả nợ dần, thì rõ ràng cái khoản trích lập của họ trong giai đoạn trước đây cũng sẽ được hoàn nhập trở lại. Và rõ ràng anh chị thấy là MB Bank đã trích lập 10.000 tỷ cho cái khoản vay của Novaland, cho nên đây cũng là một trong những cái mà chúng ta có thể là kỳ vọng là cái khoản hoàn nhập này được bút vô lại khi mà Novaland có được những cái điểm sáng trở lại. Cho nên khi mà Novaland tăng giá trở lại thì chúng ta không đánh Novaland thì cũng hay là tư duy đánh mà cổ phiếu MB Bank như thế anh chị ha. Đó là tổng quan chung thì cũng thấy rõ ràng ở Đông đã bóc tách được cho anh chị là thứ nhất là cái giai đoạn đầu tiên tăng giá là phản ánh bởi kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 nè. Còn giai đoạn hiện tại là chúng ta đang kỳ vọng về báo cáo hoạt động kinh doanh của năm 2024. Nhưng anh chị thấy là Đông chia sẻ cho anh chị á, có tốt, có xấu và có sự phân hóa khá là nhiều. Cho nên trong cái năm 2024, quan trọng nhất là chúng ta phải chọn được cổ phiếu và chọn được đúng cái timing để mà anh chị tham gia. Và trong đầu tư, quan trọng nhất nó cũng chỉ là thời điểm và timing thôi. Đôi lúc mà anh chị phân tích đúng về cái mặt cổ phiếu, phân tích rất hay, phân tích rất chuẩn, nhưng mà timing của chúng ta sai, anh chị tham gia sai điểm thì chúng ta rất là khó cho cái vấn đề là chúng ta đạt được mức tỷ suất. Và nhiều khi mà anh chị tham gia sai cái timing rồi á, thị trường có những cái biến động ngắn hạn nó sẽ làm tâm lý anh chị khó chịu, thậm chí là anh chị phải kết thúc cái vị thế đó rất là uổng anh chị ha. Nên là anh chị thấy nè, cái điểm mà anh chị cần phải nốt nè, tức là lợi nhuận của nhóm ngành ngân hàng toàn băng thì chưa thể nào phục hồi được, chỉ có những ông trong vốn nhà nước thôi. Để anh chị lưu ý cái này, nên là có một số những cái mã cổ phiếu cho những ngành ngân hàng trong sắp tới đây, anh chị thấy khi mà nó đã tăng quá nhiều và bắt đầu nó đã phản ứng vào giá quá những cái sự kỳ vọng, tức là ở một cái giai đoạn tăng giá đầu tiên của cổ phiếu của anh chị. Mình sẽ ví dụ cho anh chị xem ha. Ở một cái giai đoạn tăng giá đầu tiên của cổ phiếu, Đông ví dụ mà cổ phiếu MSB đi, ở giai đoạn tăng giá đầu tiên nó thể hiện là cái gì? Nó thể hiện là cái sự kỳ vọng nó đang được phản ánh vào giá, đúng không ạ? Nhưng mà bắt đầu sau cái giai đoạn này rồi á, thì phải cần cái gì anh chị? Cần cái động lực đến từ cái báo cáo tài chính sắp tới là quý 1, quý 2 để người ta có những cái kỳ vọng sắp tới nó tốt hơn thì bắt đầu mới tăng giá được. Còn ở giai đoạn hiện tại, Đông đánh giá nhóm ngành ngân hàng đi vào một cái nhịp số 2 á, là nó đang thể hiện trong một cái giai đoạn là quá độ, tức là đã có một cái lượng dòng tiền đầu cơ tham gia vào thị trường, đặc biệt là tham gia vào cái nhóm ngân hàng. Và chắc chắn với anh chị rằng nhóm
dòng tiền đầu cơ á, thì đến rồi sẽ đi và vào cũng rất là quyết liệt, nhưng mà ra cũng rất là quyết liệt. Cho nên trong một cái giai đoạn ngắn sắp tới, nhóm ngành ngân hàng chưa thể nào bứt phá được ngay và khả năng sẽ có những cái nhịp bung lắc. Chốt lại các quan điểm như thế để làm gì? Khi mà Đông phân bổ và phân tách ra hết á, thì Đông nghĩ rằng cũng sẽ có một số anh chị bắt đầu cũng đã cảm nhận được cái ý sắp tới đây mà Đông nói với anh chị. Tức là bối cảnh hiện tại, nhóm ngành ngân hàng chúng ta thấy là bức tranh cho năm 2024 có sáng không cả nhà? Anh chị nào cảm thấy là bức tranh sáng thì hay là bình luận ở bên dưới là sáng anh chị ha. Còn anh chị nào cảm thấy là những cái Đông chia sẻ đôi lúc nó còn những cái điểm nào mà chưa bóc tách hết, anh chị có thể là chia sẻ cùng với Đông, hay là những cái điểm nào nó tối ha. Còn chung quan điểm thì Đông thấy là năm 2024 vẫn là một năm mà những ngành ngân hàng nó sáng, nhưng không phải là lúc nào chúng ta mua cổ phiếu ngân hàng chúng ta cũng sẽ có lời. Cái này là rất là quan trọng ha. Cho nên là anh chị phải cân nhắc xem coi là một cái dấu chấm hỏi khi chúng ta đặt ra đối với là anh chị nào là nhà đầu tư, anh chị muốn mua để nắm giữ vị thế thì anh chị phải cân nhắc là cái timing nó phù hợp. Bởi vì khi mà anh chị mua cổ phiếu mà lúc đó cổ phiếu nó đã phản ánh hết những cái sự kỳ vọng rồi và nó phải chờ thêm nội lực ở trong tương lai thì nhiều khi cái điểm mua đó của anh chị thứ nhất là dễ bị rung lắc, thứ hai là đôi lúc anh chị phải nắm giữ vị thế quá lâu khiến cho anh chị bị chán nản và anh chị bán ra trước khi cổ phiếu nó tăng giá thì rất là đáng tiếc ha. Còn đối với lại vị thế của một nhà đầu cơ đối với lại cổ phiếu ngân hàng thì Đông sẽ chia sẻ như sau. Thứ nhất, ở bối cảnh hiện tại anh chị có thể xem tất cả các mã cổ phiếu ngân hàng á, thì đại đa số là cũng đã đi vào cái nhịp tăng số 2 hết rồi. CTG anh chị thấy không ạ? Cái nhịp tăng đầu tiên nè, bắt đầu cũng đã có đi một cái nhịp tăng số 2. Nhưng mà đặc tính của một cái nhịp tăng số 2 là như thế nào cả nhà? Đó là một cái nhịp tăng đến từ dòng tiền đầu cơ. Nói với nhau là dòng tiền đầu cơ ha. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái giai đoạn trước đó, những cái dòng tiền đầu cơ người ta đứng nhìn cổ phiếu tăng giá và không có điểm nào để mà mua hết cả. Không có điểm nào để mua hết cả. Cho nên khi mà bắt đầu tái tích lũy trở lại cũng đã có một số những cái dòng tiền vào găm quanh cái vùng giá này. Nhưng mà sau khi bắt đầu break đỉnh lên thì bắt đầu dòng tiền đầu cơ lại tham gia mạnh mẽ hơn. Cho nên anh chị thấy thường cái nhịp tăng số 2 nó sẽ thường tăng thấp hơn so với lại cái nhịp tăng đầu tiên. Bởi vì cái nhịp tăng đầu tiên này là nhà đầu tư cá nhân của chúng ta vẫn còn rất là nghi ngờ và chưa biết thực hư như thế nào, đúng không cả nhà? Nhưng mà khi bắt đầu cái nhịp số 2 này rồi thì nhà đầu cơ lại tự tin tham gia mua mạnh nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì thấy cái nhịp tăng số 1 tăng quá là tốt và sợ bỏ lỡ một cái nhịp tăng giá nên dòng tiền đầu cơ đã có sự tham gia vào rồi. Và nãy Đông mới chia sẻ với anh chị đó, dòng tiền đầu cơ đặc tính là cái gì cả nhà? Đến nhanh rồi cũng sẽ đi nhanh. Cho nên là trong một cái giai đoạn ngắn hạn, Đông đánh giá là khả năng nhóm ngành ngân hàng sẽ có những cái nhịp rung lắc. Cho nên đối với là những anh chị nào mà chúng ta có những cái vị thế đầu cơ mà anh chị có những cái vùng giá vốn cao, ví dụ như đó là một cổ phiếu CTG đi ha. Đông ví dụ anh chị đu mua cái phiên giao dịch tăng mạnh phiên ngày 5 tháng 12, anh chị mua trên cái vùng giá là từ 33.5 cho tới vùng giá 34 trở lên đó, thì Đông đánh giá ở giai đoạn hiện tại anh chị nên thực hiện hóa lợi nhuận và nên bỏ túi. Bởi vì là dòng tiền đầu cơ giai đoạn hiện tại khi tham gia vào rồi thì lúc nó tăng rất là mạnh, và khi mà nó giảm nó cũng sẽ rung lắc khá là nhiều. Cho nên là anh chị nào mà chúng ta đánh đầu cơ trong ngắn hạn đang có những cái biên lợi nhuận tốt thì anh chị nên thu hoạch cái khoản lợi nhuận này lại. Còn đối với lại những quý anh chị nào mà chúng ta là nhà đầu tư, chúng ta đã tham gia mua quanh cái vùng giá vị thế tốt, thứ nhất là anh chị mua quanh cái thời điểm là trong tháng 12 nè, là quá tuyệt vời ha. Cái vùng giá vốn này là gần như là vùng giá vốn bất tử rồi. Còn thứ hai là những anh chị nào mà chúng ta bắt đầu mua được quanh cái vùng nền đầu tiên của cổ phiếu thì Đông đánh giá trong cái giai đoạn ngắn hạn này thì cổ phiếu có thể nó cũng sẽ có rung lắc, nhưng mà về mặt chung và dài hạn thì cổ phiếu nó cũng sẽ tăng. Nhưng mà anh chị có một cái lợi thế là anh chị có giá vốn thấp, cho nên là trong những cái nhịp rung lắc sắp tới của thị trường, đặc biệt đó là những nhóm ngân hàng thì anh chị có thể là canh những cái điểm đó để mà anh chị mua gia tăng thêm ha. Nên là anh chị cân nhắc cho Đông ha, mỗi vị thế của mỗi nhà đầu tư nó rất là khác nhau, Đông không thể nào mà có thể chia sẻ cụ thể hết cho từng anh chị được, nên là cũng rất là mong là có thể mình nói ra chia ra hai cái trường phái là đầu cơ hay là đầu tư, cũng như là phân tách ra hai cái vùng giá vốn để mà cho anh chị có thể là tự quyết định làm sao cho nó phù hợp nhất với lại danh mục của mình. Còn nếu trường hợp anh chị nào chúng ta chưa có kinh nghiệm và cũng chưa biết cơ cấu danh mục thế nào thì anh chị cứ trực tiếp gửi cái danh mục đầu tư của anh chị vào cái số Zalo của Đông có để dưới phần mô tả, Đông sẽ hỗ trợ cho anh chị cơ cấu ha. Còn đối với lại nhóm ngành ngân hàng hiện tại thì anh chị nên đặt ra một cái vấn đề, tức là mình mua ngân hàng để mình mua đầu cơ hay là mình mua đầu tư. Nếu như đối với lại một nhà đầu tư mua mới ở giai đoạn hiện tại thì vùng giá này Đông khuyên anh chị rằng là chúng ta nên chờ đợi một cái nhịp bung lắc để mà anh chị có những cái vùng giá mua nó hợp lý. Còn đối với là những anh chị nào mà chúng ta
là đầu tư mà chúng ta đã có hàng sẵn thì nên chờ rung lắc lại để anh chị mua, và anh chị cũng không cần nhất thiết quan tâm với lại những cái biến động giá ngắn hạn. Bởi vì Đông đánh giá ở giai đoạn hiện tại, khi mà Đông chia sẻ với anh chị á, thì cái kỳ vọng của cái năm 2024 đối với những ngành ngân hàng nó còn khá là sáng. Và Đông đánh giá là cái điểm cắt khi mà anh chị lưu ý á, tức là thứ nhất nè, là khi bắt đầu các ngân hàng thương mại có những cái tín hiệu là gần chạm cái room rồi đó, tức là gần chạm cái mức mà ngân hàng nhà nước giao rồi đó, tức là ví dụ như nó sắp xỉ nó khoảng tầm 80%, hay là cái thời điểm mà khi bắt đầu anh chị thấy là NIM bắt đầu tăng mạnh và tăng cao trở lại, thì lúc đó là anh chị nên cân nhắc ha, nên cân nhắc là bắt đầu đối với lại vị thế đầu tư là anh chị nên chốt. Còn trong giai đoạn hiện tại, Đông đánh giá là vẫn sẽ còn một cái xu hướng tăng nữa, cho nên là anh chị cứ tiếp tục nắm giữ ha. Còn như anh chị nào mà chúng ta đánh đầu cơ thì giai đoạn ngắn hạn này thì anh chị cũng nên cân nhắc là thực hiện hóa lợi nhuận ha, và chờ những cái nhịp rung lắc sâu. Đông cũng chỉ cố gắng là tư vấn được như thế thôi, nên là cũng rất là mong là video này có thể là hỗ trợ được cho cái góc nhìn của anh chị, đặc biệt là về nhóm ngành ngân hàng. Và Đông cũng rất là mong muốn là anh chị cũng nên nghiên cứu về cái việc là hành động tăng giá này, cũng như là chúng ta nên đặt ra đâu là cái điểm cắt cho vấn đề về mặt đầu tư. Có nhiều anh chị thì người ta sẽ chốt lãi theo phong cách là lời nhiều quá thì tôi chốt, hay là bắt đầu thấy một cái phiên giảm mạnh thì bắt đầu mình chốt ra. Nhưng mà cái quan điểm của Đông mình muốn chia sẻ cho anh chị là chúng ta nên tìm một cái điểm cắt cho nó phù hợp. Thì quan điểm của Đông mình vừa mới chia sẻ cho anh chị đó, thứ nhất là ngân hàng nhà nước nè, thứ hai là về cái việc là NIM đó, thì cân nhắc theo đó nếu mà anh chị chốt lãi ha. Và hôm trước thì Đông cũng có làm một cái video chia sẻ cho các anh chị là top cổ phiếu ngân hàng vào nhịp tăng số 2 nè, trong đó cái mà cổ phiếu như là MB Bank nè, BIDV nè, ACB, hay là mặt cổ phiếu CTG nè đó. Hôm trước Đông có chia sẻ cho anh chị thì trong bối cảnh hiện tại thì hầu như những cái vùng giá khi mà chúng ta có mua đầu cơ quay lại hiện tại thì nó cũng rất là hợp lý, và dường như là các mặt cổ phiếu chúng ta đều có một cái biên lợi nhuận là trên 6-7%, thậm chí là mặt cổ phiếu CTG chúng ta đang có mức lợi nhuận là 14%, tương đối là tốt rồi anh chị ha. Nên là quan điểm của Đông thì cái nhịp số 2 này nếu mà anh chị có tham gia mua cùng với team thì anh chị có thể là tự tin tiếp tục nắm giữ cũng được. Tại vì Đông đánh giá nhịp này có rung lắc thì cũng chỉ rung lắc khoảng tầm là 3-4% thôi, cho nên là có những cái vị thế tốt thì chị sẽ mua gia tăng thêm cũng được ha. Còn những anh chị nào mà chúng ta không mua ngay cái phiên nền á, mà anh chị mua đúng ngay cái phiên mà rất mạnh, hay là anh chị mua đu những cái vùng giá cao á, nhưng mà cổ phiếu CTG trường hợp mà anh chị đu vùng giá hoàn toàn là 34, giai đoạn hiện tại là anh chị nên cân nhắc chốt dần những cái vị thế ha, để mà tránh cho những cái biến động ngắn hạn. Vậy là Đông cũng đã thông qua hết những cái quan điểm của Đông về nhóm ngành ngân hàng rồi. Thì cũng rất là mong cả nhà cũng có thể là tương tác cùng với Đông. Nếu mà anh chị thấy video hay và hữu ích thì có thể ủng hộ cho Đông một like ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và Đông cũng rất là mong muốn là sẽ được những anh chị chia sẻ thêm về cái góc nhìn của anh chị về nhóm ngành ngân hàng. Và lời cuối cùng thì cũng xin chúc mừng cho tất cả quý anh chị nào đang có mặt cổ phiếu ngân hàng. Bởi vì đây là cái nhóm ngành có một cái biên lợi nhuận rất là tốt trong thời gian vừa qua ha. Và khởi đầu trong một năm 2024 thì Đông đánh giá là nhóm ngành ngân hàng cũng sẽ là một trong những cái nhóm ngành sẽ tăng rất là tốt trong cái giai đoạn là nửa đầu năm 2024. Thì chia sẻ thêm cho anh chị là vì sao? Bởi vì á, anh chị cũng sẽ thấy là kinh tế của chúng ta phục hồi, đúng không ạ? Kinh tế phục hồi thì cũng không thể nào mà phục hồi toàn bộ tất cả các nhóm ngành được. Nên là anh chị thấy nè, cái giai đoạn khi mà nền kinh tế của chúng ta phục hồi đầu tiên á, nó sẽ xuất phát từ cái nhóm ngành tài chính đó cả nhà. Nhóm ngành tài chính nói chung, và trong nhóm ngành tài chính thì có những ông như sau: ngân hàng nè, dịch vụ tài chính là ông chứng khoán anh chị, dịch vụ tài chính là ông chứng khoán nè. Tiếp theo đó là sẽ là ông bất động sản. Thì anh chị sẽ thấy là thường cái nhóm này nó sẽ bắt đầu phục hồi sớm hơn một chút so với lại các nhóm ngành khác. Nhưng mà sau cái nhóm tài chính này rồi, nó sẽ bắt đầu chuyển sang là nhóm sản xuất anh chị ha, sản xuất xuất khẩu này, những cái nhóm tài nguyên cơ bản này đó, thì nó sẽ phục hồi dần lên. Cho nên nó đánh giá là bắt đầu khoảng tầm nửa đầu năm 2024 thì chúng ta sẽ thấy là ngân hàng nó vẫn sẽ rất là tích cực. Nhưng mà bắt đầu khi chuyển pha dần sang nửa cuối năm 2024 thì Đông đánh giá là bắt đầu cái lợi nhuận nó sẽ bắt đầu phản ánh vào các cái doanh nghiệp trong nhóm xuất khẩu là nhiều hơn. Cho nên cái timing mà anh chị nên cân nhắc giai đoạn hiện tại, nếu như mà anh chị đã trượt những cái điểm mua tốt của những ngành ngân hàng thì anh chị cũng không nhất thiết là phải cố gắng bám với lại cái nhóm ngành này nữa, mà có thể là chúng ta sẽ bắt đầu chuyển hướng sang những cái nhóm ngành cho nửa cuối năm 2024 anh chị ha, đặc biệt là cái nhóm xuất khẩu. Thì nhóm xuất khẩu thì hôm trước Đông cũng có làm một cái video chia sẻ cho quý anh chị nè, đây nè. Đây nè anh chị, top những cái mã cổ phiếu nè phục hồi mạnh trong năm 2024 và sinh lại gấp 3 lần so với lại VN-Index nè.
Thì ngày hôm trước Đông cũng có làm một cái video là top 7 cổ phiếu gom mạnh khi VN Index rung lắc. Tức là trong tuần sau Đông đánh giá sẽ có những cái điểm mua đầu tư khá là tốt á. Anh chị nào chúng ta có quan tâm hay là mở lại xem video này ha. Và cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã đồng hành cùng với Đông trong video buổi tối ngày hôm nay. Và Đông xin chúc cho quý anh chị buổi tối ngày hôm nay chúng ta xem video sẽ có thêm nhiều những cái quan điểm mới. Và trong tuần sau chúng ta sẽ có những cái bước giao dịch thật là thành công cũng như là thắng lợi anh chị ha. Và chúc cho tài sản của quý anh chị em của chúng ta ngày càng bền vững và tăng trưởng tốt đẹp.